Kính thưa quý vị giám khảo, cuộc thi đồ dùng dạy học năm 2014. Sau đây tôi xin trình bày sản phẩm dự thi đồ dùng dạy học môn toán của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Sản phẩm này có tên minh họa một số hình chớp trong các bài tập bình đẳng không gian. Sản phẩm này bao gồm các công cụ như sau: các thanh inox, trước hết là các thanh inox, có các đầu mút được hàn bởi các ốc vít phù hợp để nối với nhau tạo thành một đai giác, tạo thành điểm, tạo thành hình chớp. Bên cạnh đó, các thanh này có thể co giãn độ dài các cạnh, có thể co giãn độ dài các cạnh, giúp cho cái việc thay đổi độ dài các cạnh và đồng thời thay đổi hình dạng của các đe giác, và đặc biệt là thay đổi hình dạng của hình chớp. Đặc biệt có thêm các ốc vít dùng để hãm cố định độ dài các cạnh sao cho cái hình vẽ nó chắc chắn. Bên cạnh đó còn có thêm bộ đồ dùng dạy học là các bảng chữ cái dùng để ký hiệu các đỉnh của hình chớp. Sau đây tôi xin minh họa đồ dùng dạy học bởi một ví dụ sau. Ví dụ cho hình chớp ABC có tam giác ABC vuông cong tại B, AB bằng BC bằng 2A. Hai mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với mặt phẳng ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng đi qua SM song song với BC, cắt EC tại N. Biết góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC bằng 60 độ. Tính thể tích của SBCDM và khoảng cách giữa BC, AB với SN theo A. Bài này tôi trích từ đề thi Đại học khối A năm 2001. Sau đây là hình vẽ trong không gian hai chiều của bài này. Vì hai mặt phẳng SAB và SAC vuông góc đấy cho nên ta chứng minh được SA vuông góc ở đây. Mặt phẳng SMN đi qua SM song song với BC cho nên nó cắt EC tại N. Và đồng thời MN sẽ song song với BC. Góc giữa hai mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC nó chính là góc SBA và theo đề cho bằng 60 độ. Đây là hình vẽ trong không gian hai chiều. Sau đây tôi xin minh họa hình vẽ trong không gian ba chiều của bài toán như sau. Đây là sản phẩm dự thi. Nhờ các thanh inox công cụ như tôi nói lúc nãy, ta có thể tạo ra các hình phù hợp với bài toán. Và đây cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đây. Tam giác S, tam giác ABC là tam giác vuông cong tại B. Cạnh SM với M là trung điểm của AB thì mặt phẳng đi qua SM song song với BC thì nó cắt EC tại N với MN song song với BC. Hơn nữa, góc giữa hai mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC đó là góc SBA thì được cho góc này bằng 60. Với việc cố định các cạnh bằng các ốc vít thì hình vẽ này trở nên vô cùng chắc chắn. Ta có thể di chuyển xoay các góc cạnh của hình chớp này để học sinh thấy được nhiều góc độ của hình vẽ và do đó hình thành nên cách giải của bài toán được dễ dàng. Đây. Như vậy có thể thấy bộ đồ dùng dạy học này rất trực quan, khiến cho học sinh dễ tìm ra được lời giải. Hơn nữa, điểm đặc biệt của hình chớp này, của bộ công cụ này là
là ta có thể tạo ra các tình huống sư phạm nhờ các cách thay đổi độ dài các cạnh tùy theo yêu cầu của giáo viên. Ví dụ đề ở đây lúc đầu là SE vuông góc với mặt này, tôi có thể thay đổi một hình khác cũng dựa vào hình này bằng cách tháo các con vít, nhắc lại là lúc đầu SE vuông góc ở đây, bây giờ tôi thay đổi thành ví dụ như SB vuông góc ở đây. Và để cho hình bị chắc chắn, tôi cố định độ dài các cạnh là vậy. Chúng ta thấy chúng ta có thể tạo ra một tình huống sư phạm nếu thay giả thiết SA vuông góc với mặt phẳng ABC bằng giả thiết SB vuông góc với mặt phẳng ABC thì bài toán được giải quyết như thế nào? Ta có thể thay đổi cho cái cạnh SM vuông góc với mặt phẳng đây. Ví dụ như giả thiết được thay đổi là cái mặt phẳng SAB là nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đấy và đồng thời tam giác SAB là tam giác bền chẳng hạn, thì khi đó nó tạo ra một cái tình huống để khiến cho học sinh phải suy nghĩ để làm lại. Thế thì vì cái tam giác SAB là tam giác đều và đồng thời nó nằm trong cái mặt phẳng vuông góc đấy, cho nên cái đường cao của hình chóp lúc này sẽ chuyển ra thành là SM. Và chỉ cần chúng ta cố định độ dài của các cạnh lạc thì chúng ta có thể thấy được là cái hình chóp này trở thành rất chắc chắn, di chuyển được các góc cạnh của nó. Như vậy thì từ một bộ công cụ sản phẩm ta có thể biến đổi thành các hình khác nhau, hơn nữa nhờ các thanh công cụ ta có thể ghép thành các đáy là các đề ghép khác nhau và do đó tạo ra cái sự hứng thú học tập cho học sinh trong khi việc giải toán mặt không gian. Sau đây, xin hợp.